biết quan tâm đến những cái vấn đề này thì ta là chúng ta cũng đưa đi tiếp một bên là một bên là một bên sử dụng theo được những công dụng nghiên cứu về đặc sản Đà Ma nhưng mà cả là cái mối quan tâm của họ là trong cái lĩnh vực khác hay là trong những cái cạnh khác của cái này nên là và thực ra thì là cái hội đồng tháng 9 thì chúng tôi tổ chức cái ngày nhân dịp kỷ niệm cái tiền mất được 5 năm mà lúc đó mọi người cũng không bận rộn công việc cho nên là cũng không tổ chức được cái hội này. Hôm nay thì mới làm được cái báo cáo đầu tiên là sự Tiến phải nói to thì mọi người mới nghe thấy. Thank you.